66 năm là quãng thời gian chứng kiến sự tồn tại của sân vận động lớn nhất châu Âu với cái tên Nou Camp. Một nhân chứng lịch sử đã kinh qua bao nhiêu thế hệ cầu thủ, cũng như chứng kiến những vĩ nhân đến đây tận hưởng thứ bóng đá tuyệt vời mà họ mang lại. Sân đấu huyền thoại ấy của Barcelona giờ đây sẽ chính thức kết thúc vòng đời của mình để đi vào một cuộc đại tu hoành tráng. Nhà đương kim vô địch La Liga đã bắt đầu quá trình nâng cấp sân nhà để phục vụ kế hoạch kinh doanh, phát triển câu lạc bộ trong tương lai. Một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ này được chủ tịch Juan Laporta mô tả như điều quan trọng đối với khả năng tồn tại của câu lạc bộ, chính là nâng sức chứa từ 99.000 chỗ ngồi lên thành 110.000 chỗ ngồi. Và ngay từ lúc này, những mảng kiến trúc gắn liền với các cu lê theo năm tháng đã được dỡ bỏ, nhưng dường như đã có một thoáng hoài niệm ùa về. Trước khi Nou Camp ra đời, sân vận động Les Corts là sân nhà của Barcelona trong nửa đầu của thế kỷ trước, với sự có mặt của cố huyền thoại Ladislao Kubala vào thập niên 1950. Barca đã đạt đến những thành công lớn. Họ giành được tất cả các danh hiệu về cho sân Les Corts cũ kỹ. Nổi tiếng và thống trị các giải đấu, Barca không thể tiếp tục ở lại sân bóng Les Corts vì sự xuống cấp nghiêm trọng cũng như thiếu tiện nghi. Mặc cho sức chứa của sân là 60.000 chỗ ngồi, con số không hề nhỏ ở thời điểm hiện tại. Barca phải dọn nhà sang một mảnh đất đã được lựa chọn để xây sân mới ngay từ thời của cựu chủ tịch Agustí Montán Galoba trong quận Maternitat, không xa sân Les Corts. Thế nhưng ủy ban chuyên trách vấn đề này của câu lạc bộ đã tư vấn nên chọn một nơi khác để xây dựng sân mới vào tháng 2 năm 1951, và vị trí đó đã mắc kẹt đến hơn 2 năm. Người ta phải chờ đến quyết định của Francesc Mirosan, chủ tịch Barca khi đó, vào ngày 14 tháng 11 năm 1953 để dự án bắt đầu được đưa vào cuộc. Và chỉ ông Francesc Mirosan đã đặt viên gạch đầu tiên khởi công công trình vào ngày 28 tháng 3 năm 1954 trước 60.000 cổ động viên nhà. Kiến trúc sư công trình là Francesc Mitan Miro, một người họ hàng của nhà chủ tịch Mirosan, và Josep Soteras Mauri, cùng sự hợp tác của kiến trúc sư Lorenzo Garcia Babot. Sau đó một năm, công trình được chuyển giao cho công ty Ingansa và công việc phải hoàn thành trong 18 tháng. Kinh phí đã bị dội lên gấp 4 lần so với dự kiến ban đầu và đạt đến con số 117 triệu euro vào thời điểm ấy. Với sự cầm cố và vay mượn của các nguồn khác nhau, câu lạc bộ đã hoàn thành công trình. Cuối cùng vào ngày 24 tháng 9 năm 1957, sân Nou Estadi del Futbol Club Barcelona, sân mới của câu lạc bộ Barcelona, hay gọi tắt là Camp Nou, được khánh thành với sự chứng kiến của hơn 90.000 người hâm mộ. Sức chứa chính xác của sân Nou Camp lúc đó, lúc khai trương, là 93.053 chỗ ngồi, giảm khoảng 50.000 chỗ ngồi so với dự kiến ban đầu. Kích thước mặt sân là 107 x 72 mét. Dù vậy thì công trình này cũng được xem là đồ sộ nhất châu Âu ở bất kỳ thời điểm nào, từ khi nó ra đời cho đến nay. Thế nhưng đằng sau dấu ấn mang tính lịch sử là nhiều khoản nợ đang buộc Barca phải chi trả bằng chính thành tích tại Nou Camp. Đáng mừng thay, giai đoạn thành công đã bắt đầu. Với huấn luyện viên Helenio Herrera, Barca khai trương sân mới bằng hai chiếc vô địch quốc gia liên tiếp, mùa bóng 58-59 và mùa bóng 59-60, cùng hai chiếc cúp hội chợ năm 58 và năm 60, tiền thân của cúp UEFA ngày nay. Sân cũng mở màn cho hệ thống chiếu sáng vào ngày 23 tháng 9 năm 1959, nhân trận đấu trong khuôn khổ của châu Âu với CSKA Sofia. Với những gì Nou Camp có khi ấy rất tuyệt vời, với sự hiện đại và sang trọng bậc nhất châu Âu. Bước sang thập niên 1970, chứng kiến sự tỏa sáng của huyền thoại Johan Cruyff, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ. Và thời điểm này thì sân Nou Camp được đầu tư hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng, xây dựng một sân trượt băng, sân mini Estadi cho đội Barca B, bảng điện tử. Và đội bóng tiếp tục tìm kiếm vinh quang ở các giải đấu cúp Tây Ban Nha năm 1978 và cúp châu Âu năm 1979. Sau đó tiếp tục là cúp Tây Ban Nha năm 1981-1983. Nhưng Barca phải chờ đến năm 1985 để giành được danh hiệu vô địch La Liga dưới thời huấn luyện viên Terry Venables. Ngay đầu thập niên 80, sân Camp Nou đã trải qua một đợt sửa chữa quy mô lớn để tổ chức World Cup 1982. Họ cho xây dựng phòng VIP, phòng họp báo, biển báo mới và nhất là nâng thêm sức chứa của sân lên 22.150 chỗ ngồi, tổng cộng là gần 120.000 chỗ, dù đã bị tháo gỡ để đưa về hiện trạng sau đó. Nhưng trận đấu quan trọng đầu tiên của năm lại không phải là trong khuôn khổ World Cup 1982, mà đó là trận chung kết cúp châu Âu vào ngày 12 tháng 5 cùng năm với đội chủ nhà và Standard League. Kết quả là Barca thắng 2-1 trong niềm vui sướng tột độ của hơn 100.000 các cu lệ. Kể từ đó, cứ theo chu kỳ 10 năm một lần tu sửa, Nou Camp ngày càng trở thành một trong những sân vận động bóng đá đẹp và kỳ vĩ nhất châu Âu và là một trong số ít sân được dán nhãn 5 sao của UEFA. Đây cũng là nơi tổ chức trận chung kết Champions League khó quên trong lịch sử giữa Manchester United và Bayern Munich
với cú lội ngược dòng của Quỷ Đỏ vào năm 99. Sau kỷ nguyên của Johan Cruyff, Barca tiếp tục gặt hái những thành công với huấn luyện viên Bobby Robson, vô địch La Liga năm 98, Cúp Quốc gia năm 97 và 98, Cúp Châu Âu và Siêu Cúp Châu Âu năm 97, và với huấn luyện viên Luis Van Gaal, vô địch La Liga năm 99. Nhưng tất cả vẫn chỉ là bước đệm trong thế kỷ 21, nơi Barca tại Nou Camp biến họ trở thành một gã khổng lồ xứ Catalonia như hiện tại. Một dream team mới của Barca đã ra đời với sự hiện diện của Edmilson, Clespion, Deco, Xavi, Van Bronckhorst, Ronaldinho, Eto và hơn hết là thần đồng Lionel Messi cũng đã chào sân Nou Camp bằng một màn trình diễn vạn người mê. Barca đã giành được hai chức vô địch La Liga liên tiếp năm 2005, 2006 và đỉnh cao là chiếc cúp bạc Champions League thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ vào ngày 17 tháng 5 năm 2006. Thành công liên tiếp kéo đến, Barca còn làm được hơn thế khi liên tiếp vô địch La Liga từ năm 2009 đến năm 2011 và đặc biệt là cú ăn sáu vĩ đại năm 2009. Năm 2011, Barca tiếp tục chu kỳ thành công khi vô địch cúp C1 lần thứ tư sau khi đánh bại đội bóng đến từ nước Anh, Manchester United. Đây cũng là giai đoạn Barca được dẫn dắt bởi Pep Guardiola, người đã để lại sức ảnh hưởng to lớn của mình bằng lối đá tiki-taka huyền thoại và Barca khi đó được gọi là đội bóng mạnh nhất thế giới. Trải qua thêm một cuộc giao thời, gã khổng lồ xứ Catalan tiếp tục thăng tiến hơn nữa bằng chiếc cúp Champions League và hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ dưới thời Luis Enrique khi ông sở hữu tam tấu hủy diệt Messi, Suarez và Neymar. Tất cả những chiến tích huy hoàng đều được ghi nhớ tại Camp Nou và dường như khi nhắc đến sự vận động này, mọi người đều sẽ gợi lại những ký ức tươi đẹp đó. Dù cho giờ đây, Barca lại rơi vào khủng hoảng với những khoản nợ chồng chất một lần nữa, nhưng các culé đều tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Quyết định cải tạo sân Camp Nou đã đến trong lúc Barca vẫn còn đang khó khăn về mặt tiền bạc. Và có thể thấy dù có như thế nào, Barca vẫn cố gắng dành những điều tốt nhất cho mái nhà Camp Nou, bỏ ra một số tiền không hề nhỏ chỉ để biến nơi đây trở nên rực rỡ hơn nữa với tên gọi là dự án Aspire Barca. Đó là khi công trình được hoàn thiện, Barca sẽ bán một phần tên sân, nhưng đi kèm điều kiện bắt buộc là phải duy trì dòng chữ Camp Nou đi sau đó. Đây là quyết định hết sức khó khăn, nhưng hoàn cảnh hiện tại bắt buộc thượng tầng Barca phải thực thi điều này. Thời gian tới, đội chủ sân Nou Camp sẽ có đặc quyền thi đấu tại sân Luis Companhia Olympic vào mùa 2023-2024 và công việc cải tạo sân sẽ bắt đầu giai đoạn 1 và 2 vào mùa hè này. Đến khi giai đoạn 3 và phần mái hoàn thành, đội bóng sẽ quay lại Nou Camp thi đấu. Những cổ động viên lúc này cũng đã đến trực tiếp sân Nou Camp để gửi lời chào tạm biệt với những chiến tích huy hoàng khi xưa, nơi chứng kiến Barca ăn mừng 21 chức vô địch La Liga, 22 cúp nhà vua, 6 cúp Champions League và 4 cúp C2. Tất cả được gói gọn trong hành trình 66 năm của Nou Camp. Và theo dự kiến, thì đến ngày 30 tháng 3 năm 2026, thì sân nhà của Barca mới chính thức quay trở lại hoạt động. 999 ngày để chứng kiến Camp Nou sang trang và hiện đại hơn, trở thành sân vận động lớn thứ 3 thế giới, cũng như sẽ tiếp tục đồng hành cùng Barcelona. Những thảm cỏ sẽ được xanh trở lại và sự cuồng nhiệt đằng sau sự nâng cấp của các góc khán đài sẽ càng làm bầu không khí nóng hơn nữa. Và hy vọng rằng Barcelona sẽ cố gắng lấy lại vị thế của mình ở bình diện châu Âu sẽ phù hợp với Camp Nou trong cuộc tái ngộ tương lai này.